Cô cho con 5.000 trên châu. Trời ơi, tuyệt vời quá. Hồi xưa ăn đúng cái đó. Nhưng mà mấy cái người đó mỗi lần mình kêu thêm trên châu là mấy người đó hay kiểu như nào? Con cứ an yên tâm, đây là trên châu cô tự đạt. Hắn ngon mà, hắn ngon cái kiểu mà hắn không có chất độc hại gì hết. Ghê không? Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Chỗ ngon lắm nhưng mà nó cũng không gần ở Hội An. Không gần ở Hội An. Có một cái bà đó, bà để có một cái lồng như này. Không bán ngon, em bán ngon. Hút ra chỗ đặt được. Cô cho con 5.000 trên châu. Trời ơi, tuyệt vời quá. Hồi xưa ăn đúng thích cái đó luôn á. Nhưng mà mấy cái người đó mỗi lần mình kêu thêm trên châu là mấy người đó hay kiểu như nào? Con cứ an yên tâm, đây là trên châu cô tự đạt. Hắn ngon cái kiểu mà hắn không có chất độc hại gì hết. Ghê không? Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Đi vô cái chỗ mà em nói là đậu hũ lạnh, nó không có nước gì hết nhưng mà nó ngọt. Rồi quay ra mọi người ơi, bây giờ cái đoạn bức tường đưa cho mấy bạn cái bản phân vai nè, mấy bạn chia đội rồi xong ghi vai vô cho chị đi nè. Dạ. Tôi đặt chết trên bức tường luôn. Thank you.
rồi, bạn rồi, giấy tờ luôn rồi. Kéo thời gian, đúng rồi đó. Câu giờ. Ha ha ha.